Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, trong hai ngày bầu cử đầu tiên ngày 15 và ngày 16 tháng 3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã bị ngăn chặn. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga vừa qua cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga trong ngày bỏ phiếu thứ hai là 45,57%. Tại khu vực bầu cử Moscow đã có hơn 3,9 triệu cử tri tham gia bầu cử, trong đó gần 3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử từ xa. Tại khu tự trị Chukotka, cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử thứ hai đã kết thúc, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 78,54%. Trong khi đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, khi cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng ở Chukotka là 76,34%. Tại khu tự trị Yamalo-Nenets, Liên bang Nga, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 70,58%. Trong đó đặc biệt có 5 ngôi làng ở vùng này có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tại Cộng hòa Chechnya, Liên bang Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,17%. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, khoảng 79% cử tri đăng ký bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ xa đã bỏ phiếu và cho rằng đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 6,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ xa và hết 2 ngày bỏ phiếu đầu tiên, có hơn 7 triệu cử tri bỏ phiếu theo hình thức này. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng cho biết, trong 2 ngày bầu cử đầu tiên, 15 và 16 tháng 3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã bị chặn, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa vẫn hoạt động bình thường. Nhà quan sát bầu cử đến từ Indonesia, Fathan Asadudin Semiring cho rằng việc Nga tiến hành bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày và cho phép bầu cử điện tử từ xa giúp thu hút nhiều cử tri đi bầu cử hơn so với các cuộc bầu cử trước đây. Nhà quan sát bầu cử này cho biết, đại diện của nhiều lực lượng chính trị và các nhà quan sát bầu cử quốc tế có mặt tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra cởi mở nhất có thể. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ năm 2008, chỉ có 4 ứng viên trong danh sách tranh cử Tổng thống Nga, gồm Tổng thống Putin, 72 tuổi, ông Vladislav Davankov, 40 tuổi, thuộc Đảng Nhân dân mới, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do LDPR Leonid Lutsky, 56 tuổi, và ông Nikolai Kharitonov, 76 tuổi, thuộc Đảng Cộng sản Nga. Theo đài RT, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong lúc nước Nga đang trong một cuộc xung đột và đó có thể là lý do khiến chiến dịch vận động trước bầu cử diễn ra thiếu sôi nổi. Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến số lượng ứng viên là quy định buộc các ứng viên độc lập phải thu thập đủ chữ ký của người ủng hộ để có thể tham gia tranh cử. Nhiều ứng viên đã bị loại vì không đáp ứng điều kiện này và ông Putin là ứng viên độc lập duy nhất. Có 3 trên 4 ứng cử viên Tổng thống ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quân sự của Nga tại Ukraine, trong khi ông Davankov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện, chủ trương hòa bình và đàm phán, nhưng phải theo điều kiện của chúng ta. Hầu hết các hãng khảo sát chính thức của Nga dự báo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ vượt mức 70% và Tổng thống Putin sẽ tái đắc cử với ít nhất 80% số phiếu. Theo Kyiv Independent, trong ngày 16 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine G.U.R. Kirill Budanov tuyên bố rằng các lực lượng dân quân chống Moscow đang trở thành nguồn lực quan trọng và Ukraine sẽ hỗ trợ họ trong các hoạt động trên lãnh thổ Nga. Ông Budanov nói, không còn nghi ngờ gì nữa, làn sóng của các lực lượng dân quân chống Điện Kremlin đã được hình thành. Những lực lượng này đã giúp đỡ Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột và không có kế hoạch sẽ dừng lại trong tương lai gần. Họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng và chúng tôi cũng sẽ trợ giúp họ trong phạm vi có thể. Song song với chiến dịch của các nhóm dân quân thân Kiev, quân đội Ukraine những ngày qua cũng liên tục phóng máy bay không người lái UAV Cam Tử tập kích vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định chưa có bằng chứng cho thấy các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine và cuộc tấn công của các nhóm dân quân thân Kiev là một chiến dịch hiệp đồng. Bên cạnh đó, theo Pravda, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa qua đã có cuộc phỏng vấn với các nhà báo Ukraine. Tại đây, chủ nhân điện Elysee đã tái khẳng định sự ủng hộ của Paris với Kiev trong cuộc xung đột. Ông Macron nói, tôi đã nhiều lần nhắc lại điều này, Moscow không thể đạt được mục tiêu của kế hoạch quân sự. Chúng tôi không muốn xung đột, nhưng sẽ hỗ trợ Ukraine không giới hạn và đưa ra phản ứng với mọi động thái của Nga. Tình hình hiện nay rất phức tạp và các quốc gia châu Âu cần tăng tốc viện trợ cho Kiev. Trong cuộc phỏng vấn, ông Macron cũng khẳng định sẽ nhận cuộc gọi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu chủ nhân điện Kremlin liên hệ trước. RT nhận định, ông Macron thời gian qua đã có một số tuyên bố gây tranh cãi xoay quanh xung đột Nga-Ukraine. Lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia đối lập của Pháp, ông Jordan Bardella, sau đó đã bày tỏ lo ngại về những tuyên bố của Tổng thống Macron. đồng thời khẳng định Paris không nên khơi mào xung đột với Moscow. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto mới đây cho rằng châu Âu nên tránh những tuyên bố lớn lao và mâu thuẫn, mà thay vào đó nên có một chiến lược rõ ràng và thống nhất trước Nga liên quan đến cuộc xung đột của nước này ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo La Repubblica ngày 16 tháng 3, ông Crosetto nói rằng phương Tây nên tránh những tuyên bố lớn lao hoặc tránh chia thành các cuộc họp gồm 2 hoặc 3 người khi có 27 nước ở châu Âu. Vị Bộ trưởng nhắc đến 27 thành viên của Liên minh châu Âu EU. Để chống lại Nga, ông Crosetto cho rằng châu Âu cần một chiến lược rõ ràng, không mâu thuẫn và có lẽ được xây dựng cùng nhau như một liên minh. Bộ trưởng Ý chỉ trích cuộc họp giữa Đức, Pháp và Ba Lan được tổ chức hôm ngày 15 tháng 3, nói rằng việc chia rẽ liên minh tại châu Âu đang hỗ trợ Ukraine là không thực tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sau cuộc họp đó rằng những người ủng hộ Ukraine sẽ sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho việc mua vũ khí cho Kiev. Mặc dù Ukraine cần thêm đạn dược, nhưng ông Crosetto cho rằng những quyết định như vậy cần được đưa ra tại các cuộc họp cấp EU và NATO. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer vừa cảnh báo rằng Israel có nguy cơ trở thành kẻ bị ruồng bỏ, đồng thời lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel. Phát biểu của ông Schumer vừa qua chứa đựng những ngôn từ cực kỳ mạnh mẽ nhằm vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Điều đáng chú ý hơn nữa là phát biểu này đến từ thành viên Đảng Dân Chủ, người từng dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho nhà nước Do Thái. Ông Schumer là người Mỹ gốc Do Thái cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ. Trong bài phát biểu, ông cảnh báo rằng liên minh cực hữu của Thủ tướng Netanyahu đang cản trở những điều chỉnh quan trọng cần thiết trong cuộc chiến chống Hamas. Ông cũng lên tiếng ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài giữa người Israel và người Palestine, trong khi Thủ tướng Netanyahu bác bỏ giải pháp này. Dù cáo buộc phần lớn trách nhiệm cho Hamas trong cuộc tàn sát thường dân Palestine, ông Schumer cho rằng Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ sinh mạng người Palestine vô tội. Ông Schumer cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trong 4 thách thức lớn đối với giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine và hòa bình khu vực. Ông nói Israel cần có những tranh luận mới về tương lai đất nước sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cách tốt nhất để làm điều này là tổ chức bầu cử. Ông Schumer nhận định Thủ tướng Netanyahu đã xây dựng đội ngũ với quá nhiều thành viên cực đoan cánh hữu. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo Israel quá dễ dàng xem thường thương vong dân thường ở dải Gaza, khiến cho uy tín của Israel trên toàn thế giới ở mức thấp nhất lịch sử. Israel sẽ không thể tồn tại nếu họ bị cả thế giới quay lưng lại. Ông bày tỏ lo ngại, đồng thời cảnh báo chính quyền liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang theo đuổi những chính sách nguy hiểm và thêm dầu vào lửa đối với dải Gaza. Ông kêu gọi chính phủ Mỹ đóng vai trò chủ động hơn trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và dùng những lợi thế tác động đến chính sách Israel để thay đổi tình hình. Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ không quyết định kết quả của một cuộc bầu cử ở nước khác và không thử làm điều đó. Ông Schumer nói, đó là việc do người dân Israel. Tôi tin người dân Israel hiểu hơn bất kỳ ai rằng Israel không thể thành công khi trở thành một kẻ bị cả thế giới phản đối. Phản ứng trước phát biểu của ông Schumer, Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel là một nền dân chủ độc lập và kêu gọi ông Schumer tôn trọng chính phủ dân cử của Israel. Những tuyên bố của ông Schumer trái ngược với nguyện vọng của người dân Israel là ủng hộ chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Hamas vừa qua đã hành quyết thủ lĩnh của dân tộc Domus ở phía Bắc Gaza sau khi có báo cáo cho rằng Israel đã liên lạc với thủ lĩnh tộc này nhằm nỗ lực yêu cầu gia đình ông giám sát việc phân phối viện trợ ở dải Gaza. Thủ lĩnh gia tộc Domus phải đối mặt với cáo buộc thông đồng với Israel và cưỡng đoạt viện trợ nhân đạo. Gia tộc Domus do ông Saleh Domus lãnh đạo hoạt động ở các khu vực như khu Ten Anhawa ở Sabra. Họ từng đụng độ với các chiến binh Hamas. Gia tộc Domus cũng được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc binh sĩ Israel Gilad Shalit vào năm 2005. Theo Inet News, giờ đây, sau vụ hành quyết thủ lĩnh gia tộc Domus đầy quyền lực và có ảnh hưởng lớn ở Gaza, Hamas có khả năng sẽ phải đối mặt với những nguy cơ đáng kể. Gia tộc Domus được cho là sẽ trả thù Hamas, đe dọa sự ổn định vốn đã bấp bênh của tổ chức này trên khắp Gaza. Liên quan đến việc viện trợ cho dải Gaza, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói tại dải Gaza, nơi bị Israel phong tỏa từ tháng 10 năm 2023. Nhiều quốc gia phải điều máy bay để thả hàng viện trợ xuống dải Gaza do khả năng tiếp cận khu vực bằng đường bộ qua Ai Cập và Israel còn hạn chế. Đức cũng thông báo sẽ tham gia nỗ lực thả hàng hóa này. Tuy nhiên, 25 tổ chức quốc tế cảnh báo các đợt thả hàng hoặc tuyến đường biển chuyển viện trợ không thể thay thế cho hoạt động cứu trợ trên bộ. Trước đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn xe viện trợ tiếp theo sau khi một tuyến đường bộ mới được mở để vận chuyển thực phẩm đến phía Bắc Gaza. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc giao tranh đang diễn ra và các cuộc bắn phá của Israel cũng như tình trạng mất an ninh, việc đóng cửa biên giới thường xuyên và hạn chế tiếp cận đã cản trở các hoạt động viện trợ an toàn và hiệu quả. Đáp lại, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, Chuẩn Đô đốc Hagari cho rằng có thể mở thêm nhiều tuyến đường. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi đang cố gắng làm tràn ngập khu vực bằng viện trợ nhân đạo. Chuẩn Đô đốc Hagari cho biết sẽ có nhiều đoàn xe đi theo, cũng như việc vận chuyển từ các điểm vào khác, cùng với các chuyến hàng bằng đường hàng không và đường biển, đồng thời nói thêm rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đảm bảo viện trợ có thể được phân phối công bằng và hiệu quả.